Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Như Family, cuộc sống nông thôn Thụy Điển. Peter Say xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Rồi, hôm nay thì gia đình sẽ đi cắt tóc chung với Peter nha. Xem coi là ở nông thôn Thụy Điển thì cắt tóc như thế nào nha cả nhà. Và giá cả như thế nào, thì bây giờ mình đi tới tiệm cắt tóc ở cái vùng nông thôn này để coi sau khi và trước khi cắt thì như thế nào nha. Si nói gì Si? Si nó nói là trước với sau khi cắt thì chẳng có khác gì ngoài trọc đầu. Rồi bây giờ tới chỗ rồi cả nhà. Đi vô nha. Hey 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 hey. Thật. Yo, I'll go, my man. Make his name, Mandy. Yes, sir. Yes, sir. Don't mind me, no one. Yeah. Me, no one. À. Rồi, bây giờ bắt đầu cắt tóc với tờ. Đây cái tiệm cắt tóc ở vùng nông thôn thì như thế này đây cả nhà ơi. Bàn ghế hay là bất cứ cái gì cũng cũ hơn là ở trên thành phố ha. Mấy ghế sofa thì cũng chày này nọ hết nhưng mà cũng sạch nha. Thế tờ thì ảnh chỉ cắt tóc ở cái tiệm này thôi. Cái ông chú này á thì là người Trung Đông, không nói nhiều được tiếng Thụy Điển nhưng mà rất là vui vẻ luôn. Bây giờ Như sẽ hỏi chú coi là sống một mình hay là có vợ con gì không nha. Ê, Biêu Điêu khỏe lắm á. Biêu Điêu khỏe lắm á. Hô Điêu Kỳ Vinh nè. Này. Chú ấy nói là sống một mình. À, chú ấy ly hôn mà có hai đứa con. Đúng không? À. Chú ấy không nói được nhiều tiếng Thụy Điển nghe cả nhà, nhưng mà vẫn làm nghề cắt tóc ở đây được. Và như thấy thì nghề cắt tóc ở Thụy Điển là 99,9% là người Trung Đông, họ cắt tóc cho nam thôi, cắt tóc cho người Thụy Điển. Đây là cái phía trước cái con đường ở cái tiệm cắt tóc ở cái vùng nông thôn của Như với Peter đây cả nhà. Thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Bên đó là cái tiệm thuốc tây với lại cái siêu thị nhỏ. Đây là cái chỗ mà Peter sống nè, sắp tới thì Như sẽ chuyển xuống đây. Cả nhà hỏi Như là khi nào chuyển thì chắc khoảng giữa tháng 1 là Như sẽ chuyển xuống đây. Bên đó thì là bến tàu điện. Thì như thường những cái tiệm cắt tóc hoặc là những cái tiệm móng, tiệm nail này nọ thì thường là nằm ở cái bến tàu điện. Tại vì ở bên đây thường sử dụng tàu điện mà cả nhà. Bên đó là cái tiệm móng của người Việt Nam mình làm chủ ha. Ở cái trung tâm nhỏ này nhưng mà người Việt Nam mình cũng có một cái mở một cái tiệm móng ra làm nè. Tại vì người Thụy Điển họ thích làm móng tay đẹp với lại nối mi lắm á ông bà cô chú. Người Thụy Điển á thì họ da trắng mà, cho nên là khi mà họ nói mi đen lên á thì rất là đẹp. Bộ mi ở Thụy Điển mà cái vùng nông thôn của Như á bây giờ cũng mắc lắm nha, cũng cỡ 1,8 triệu tới 2 triệu tiền Việt Nam một bộ á. À, bây giờ cắt ở cái khúc sau là nó gọn gọn lên rồi đó cả nhà. Bây giờ Như quay những cái đồ mà chú dùng để cắt tóc ở đây cho cả nhà xem nha. Những cái đồ mà chú dùng ở đây thì cũng không quá hiện đại lắm đâu. Tại ở vùng nông thôn này thì cũng không có nhiều khách. Mà khách thì đòi hỏi cũng không có cao lắm. Giống như Peter thì ảnh sống bình dân, ảnh cắt tóc những cái tiệm bình dân như thế này nè. Cũng không có đòi hỏi lắm.
Cho nên những cái đồ dùng ở đây thì nó cũng bình thường. Một cái giá cắt tóc một lần một người như thế này á thì là 250 đồng tiền Thụy Điển, là 25 đô. Nhưng mà chú ấy nói là Peter là bạn của chú ấy cho nên là chỉ lấy có 200 thôi. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Ôi ông Peter ông tào lao thiệt chứ. Ông nói là sau khi mà quay video này lên đó thì chú này sẽ có rất nhiều bạn từ Việt Nam đi máy bay tới đây cắt tóc. How do you read in Vietnam? Nay. Nay. How do you read in Vietnam? It's not fine Vietnam. Mickey fine Vietnam. We can do the Vietnam Mickey fine. Yeah, come on, Syrian, Syrian. Syrian. Chú ấy nói là ở cái đất nước của chú á, Syria á, thì có rất là nhiều vấn đề. Việt Nam, Việt Nam, rất là anti svenska. Phát Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Do phát Việt Nam, Việt Nam, mà mình phát là gì đấy? Phát svenska mà đấy. Vì lý do språk, phát là được. Vậy là lý do anti mikki svenska, anti mikki đi. Vậy là arabiska. À, chú ấy nói tiếng Trung Đông. Nói một chút tiếng Thụy Điển. Ôi, han blis nè nè. Có là. Để Như quay phép tờ gần cho cả nhà xem nha. Rồi, giống như hồi nãy Si nó nói ha. Ngoài trọc đầu ra thì chẳng có gì khác. Bây giờ trọc lóc rồi. Ôi ơi. Nhưng mà cắt như vậy nhìn trẻ cả nhà. Cắt tóc xong rồi cắt cạo râu lên nhìn trẻ. Do brata Việt Nam? Này. Svenska? Svenska. Engelska. Chú hỏi. Brata Engelska hay là này? Này. Bara Việt. Brata Engelska? Bara Việt Nam, Svenska och Svenska. Lite Svenska. Lite Svenska. Inte med samma det. Ja. Ja, inte mycket Svenska. Välkommen. Chú. Bara inte mycket, lite. Chú är vui tính đó cả nhà ơi. Chú hỏi với tờ là biết nói tiếng Việt Nam không? Nói tiếng Việt Nam với bạn gái hả? Mickey Sport, Svenska Mickey Sport. O, A, E. Ja. Mickey Sport. Det är inte lätt med en bil och ett hus. Och istället för ett bil. Ett bil. Ờ, chú nói là tiếng Thụy Điển rất là khó nói luôn. Tại vì tiếng Trung Đông á là nó dính với nhau ở cả nhà. Và tiếng Thụy Điển thì nói rời ra mà nói chậm. Cho nên rất là khó nói đối với người Trung Đông. Người Thụy Điển, người Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy. Nói nó giống nhau. Titta, slut, titta. Lite. Chú ấy nói Peter cũng hối đầu giống như chú. Ở trên không có tóc. Không. Quá vui luôn mà cô chú ơi. Hôm nay vui quá gặp cái chú này. How do smoke Vietnamese smoke? Smoke. Vietnamese is. Yes. Har du ätit det? Har du ätit? Ätit vietnamesiskt mat? Nej, inte smakat det. Du måste smaka. Det är gott. Peter, det är någon gång. Det är jättegott. Mat, Vietnam, mycket bra. Smaka arabiska mat, arabiska eller nej? Jo, pizza. Pizza, ja. Pizza. Hamburger. Hamburger, ja. Người Trung Đông sống ở Thụy Điển á, rất là đông luôn.
Và đa số là họ làm những cái ngành nghề như là mở nhà hàng bán pizza nè, rồi cắt tóc cho nam, rồi bán tiệm tạp hóa. Và những cái mặt hàng ở tiệm tạp hóa của họ thì đa số là họ nhập từ đất nước của họ qua. Giống như là những cái loại gia vị này nọ, rồi những cái loại gạo á, thì họ nhập từ bên đất nước của họ đem qua đây để bán. Họ làm ăn ở bên đây cũng khá là ok á cả nhà. Người Trung Đông thì họ sinh con nhiều hơn là người Thụy Điển. Mỗi người đến từ đất nước khác nhau thì có cái ngành nghề khác nhau. Giống như người Việt Nam của mình thì thường là mở nhà hàng bán thức ăn châu Á, nấu đồ ăn Thái, làm móng, làm mi. Cũng có tiệm bán tiệm tạp hóa nhưng mà rất là ít. Và đặc biệt là chỉ bán hàng những mặt hàng châu Á của mình thôi, đến từ Thái Lan, Trung Quốc, rồi Việt Nam. Còn người Trung Đông thì họ có cái ngành nghề riêng là họ cắt tóc cho nam, rồi họ buôn bán tiệm tạp hóa, những cái mặt hàng của đất nước của họ đem qua đây để bán. Và người Trung Đông thì như thấy họ có bằng lái xe rất là nhiều. Nhiều người có bằng lái xe và có xe lắm. Nói chung cuộc sống của họ bên đây là tự chủ, tự lập. Họ rất là giỏi. Thích ta, chí. Chú ấy kêu như nhìn với tờ này hôm nay là rất là đẹp rồi. Người Thụy Điển rất là thích người Trung Đông cắt tóc nha cả nhà. Thứ nhất là rẻ, thứ hai là hợp thời trang. Nhà bên Grand Salon, y thì ringa, free sol, mi kỳ đục tì. Yo. Chú ấy nói gì nhưng không hiểu gì luôn. Thứ nhất là rẻ, thứ hai là cái nghề của họ, cho nên là họ làm rất là nhanh gọn lẹ, rồi họ dễ chịu, họ vui vẻ nữa, cho nên người Thụy Điển rất là ưa thích. Ở Thụy Điển dù là cái tiệm lớn hay là cái tiệm nhỏ, ở nông thôn hay là ở thành phố thì đều phải khai thuế, báo thuế. Đây là cái máy tính tiền. Khi mà khách trả tiền thì mình bấm vào máy xong rồi mình xuất hóa đơn. Thì cái đó là bắt buộc ở Thụy Điển. Nếu mà mình trốn thuế thì bị phạt rất là nặng. Ở Thụy Điển thì có 3 cách trả tiền. Một cách là mình quẹt thẻ. Cách thứ hai nữa là mình chuyển tiền từ số điện thoại này qua số điện thoại kia. Rồi cách thứ ba nữa thì mình trả bằng tiền mặt. Nhưng mà người Thụy Điển thì thường là họ trả bằng thẻ hoặc là chuyển tiền qua điện thoại, chứ ít khi nào mà họ dùng tiền mặt. Ở Thụy Điển thì rất ít dùng tiền mặt nha cả nhà. Có rất nhiều người Trung Đông sống ở đất nước Thụy Điển, nhưng không phải ai cũng có giấy tờ đàng hoàng hợp pháp để mở ra một cái tiệm cắt tóc nhỏ, có một cái công việc ổn định như chú này. Mà bên cạnh đó thì có rất nhiều người không có giấy tờ, giống như đây là một cái trường hợp mà Như quay. Khi mà Như đi siêu thị thì có một người Trung Đông ngồi trước siêu thị này để xin tiền. Và đây là người thứ hai, cũng là ở cái trung tâm của Như và ngồi ở cái siêu thị này. Thì hai siêu thị thì có hai người ngồi để xin tiền, cho nên có rất nhiều hoàn cảnh còn rất là đáng thương. Giống như là đất nước của họ bị chiến tranh, họ không thể nào trở về đất nước của họ. Họ mơ ước có một cái mảnh giấy để được sống hợp pháp, để có một cái công việc ổn định, có một cái nơi ở ấm áp trong mùa đông này, nhưng mà họ vẫn không có. Vì vậy, chúng ta đang sống ở một ngôi nhà, dù là nhỏ hay lớn, đang có một cái công việc ổn định, hợp pháp. Dù là công việc đó có nặng hay là có nhẹ gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nên tập hài lòng với những gì mình đang có. Bởi vì trên thế giới có rất nhiều người đang mơ ước cuộc sống như thế mà không có được. Như xin phép truyền tải một chút suy nghĩ của mình, một chút xíu mà mình nhìn thấy ở đất nước Thụy Điển và cảm nhận, thì Như muốn chia sẻ một chút xíu. Và Như cũng xin phép dừng cái video ở đây cả nhà ơi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết cái video ngày hôm nay của gia đình Như nha. Như xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video tiếp theo. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình, người thân và bạn bè nha.